Ra đến với trận đấu thứ tư trong C3, bên mình là có một Egypt. Vâng, như trận như vậy là trận thi đấu này thì bên mình là quân đẹp rồi. Với Egyptper, ở bên kia là Vgric và Phoenician. Hello. Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu này khi mà bên mình là quân vâng, quân cũng rất đẹp, đó chính là Egypt và Persian. Đối đầu bên kia chỉ là chém Greek như là một bài cung cung bình thường, đó chính là Phoenician thôi. Và thời điểm đầu tiên có lẽ chúng ta nên xem máy của Tý nào. Bài Tý thời điểm này đã tìm thấy cho mình bầy gấu đầu tiên là bầy gấu 4 con. Bầy gấu đầu là không được to nhưng mà cây gỗ đầu cũng rất là gần. Với những cây gỗ đầu cũng gần nhà chính để có thể sớm thiết kế một chiếc BF và mặt tại chiếc nhà BE kia. Như vậy là Tý đã tìm thấy cho mình một đôi vòi, ít nhất là đôi vòi tại thời điểm này. Rồi ta cùng chờ xem liệu những tình huống đi dò tiếp theo có phát hiện ra nhiều không. Persian thì rất là ưa thích động vật, hy vọng đây sẽ là một cái sở thú như là vườn bách thú cho nhà của Tý. Như vậy là bầy hươu 4 con. Bầy hươu 4 con đôi vòi và phát hiện thêm một bãi quả phụ. Vậy chỉ cần thêm một bầy hươu nữa. Rồi chỉ cần thêm một bầy hươu 6 nữa là một bài Persian của Tý sẽ đủ đồ và sẽ là bài khỏe. Và chúng ta đảo qua màn ảnh của Hoàng Anh Nhi xem một bài Egypt về thế nhà của anh như thế nào. Một thế nhà Egypt về góc thì đây là một cái góc 3 giờ, một cái góc thì là một góc đẹp. Nhưng mà hiện tại thì những cánh rừng của nhà cầm Egypt này tạo nên một thế nhà cũng tương đối rộng. Và một dãy nhà BE rất dài, đây sẽ là điểm yếu nếu như mà bị những con chém như là con cung rờ bắn vào đây. Công vào đây đứng trên đây bắn thì cũng cực kỳ là khó chịu. Và chúng ta quay trở lại màn hình máy Persian của Tý đi, một bài Tý đánh với 22 dân. Vâng, chỉ là 22 dân khi mà một bài mà đồ ăn cũng vừa khít với 22 dân thôi. Nếu như tìm thấy thêm một bầy hươu sẽ là bài lực khỏe. Một bài đánh chỉ phải ăn 2 voi 4 hươu, 2 voi 4 hươu cũng như là 2 bãi quả cho người cầm Persian với 22 dân. Và sẽ là bài lên đời sớm. Con xe giò của Tý đẩy lên góc trong góc 9 giờ vẫn chưa tìm thấy nhà ai. Vâng, chắc là đội bạn cũng nhà cũng chỉ sát map đấy thôi. Vâng, không phải là thẳng góc. Vâng, một cái map 22 này về thế nhà cũng cực kỳ là dễ tìm thôi. Quan trọng là nhà màu ai. Như vậy là màu 8 đó chính là xi măng. Trận đấu này cầm chém Greek.
với cánh này Grick và Persian đối đầu và mình cần phải chủ động bò bế những cơ sở lại. Vừa bãi vàng thì đã bò bế rồi, vừa một bãi quả này vẫn còn ăn có thể Rogan tí quyết định cơ cấu cho mình xóa những cái khoanh rộng đây. Vừa không biết đến nhà xi măng đã bắt đầu cơ cấu cho mình như thế nào rồi. Một bài lên đời sớm của tí đánh với 22 dân. Người cũng bắt đầu thiết kế xong trước nhà điều kiện rồi, nông dân của Grick tạm thời không thấy đâu. Một bài Grick nông dân đang chắc là đang đi ăn hoang khắp bản đồ một cái hốc này. Nếu như đầu cánh với Persian thì chắc chắn Grick của Simang sẽ thiết kế cho mình một chiếc nhà BP. Về mặt bên này nông dân của Simang có khoảng 15 dân màu 8 tại đây. Vâng, vẫn còn đâu đó những đám nông dân đi ăn hoang. Ở đây đúng rồi. Như vậy đây là một đám dân rất đông dân, khoảng 7-8 dân của Simang ăn đang bù bãi quả này. Và mình sẽ có một lạc đà rồi thi triển ngay tới đây. Vâng, 1L thôi. Vâng, 1L công giáp đầy đủ rồi. Và đây, một tên tạt cháo đánh, vâng, tạt cánh đánh đầu của tí vào nhà người cầm màu 4, đó chính là Velop. Trận thi đấu này cầm cung Phonesian. Ở thời điểm với phút đầu phút thứ 14 này, Phonesian vẫn chưa có bánh xe. Và số lượng chém của mình là 2 con, một tình huống vẩy e nhanh. Vâng, nhanh như điện và bắt đầu lọt vào. Vâng, như vậy tình huống dường như Velop mới bắt đầu nhảy đời thì vậy. Vâng, không rõ là như thế nào. Vâng, đã bắt đầu có bánh xe, nhưng những khoanh gỗ, những khoanh rừng của người cầm Phonesian là một thế rừng xấu. Mặt bên trong nhà của Velop là một cánh rừng thông, nhưng không hiểu sao Velop không thiết kế một chiếc VS đóng ăn ở đấy. Vâng, chỉ thích ăn rừng dừa thôi, vâng, không bỏ rừng thông. Và xem máy Hoàng Mai nhìn, xem tham lai của anh như thế nào. Tham lai anh là 33. Đang bị con chém một người 48 thả vào bãi gỗ này. Một bãi gỗ mà cái một thế nhà cực kỳ rộng rãi của Egypt. Và tên cung R đầu tiên của Velop đã bắt đầu đẩy sang nhà của Hoàng Mai Nhi rồi. Vâng, thằng này là 34. Vâng, thời điểm phải để ý tên tên thi đấu này khi mà bài Egypt của mình là một thế bài rất khó thủ. Và tại ruộng chính thì như vừa thấy có bóng dáng một con chém của người cầm màu 8. Vâng, không biết có đúng không. Dường như vẫn có một con chém của người cầm màu 8 trong nhà của anh Hoàng Mai Nhi. Và tên thi đấu quân này chắc chắn là mình sẽ ăn được. Còn gọi là tỷ số. Tỷ số là 3-2 trong xê đấu thứ 3 này. Ở xê đấu là 3-1. Vâng, chúng ta chiến thắng trong xê đấu thứ 3 này rồi.